ngày 24 tháng 12, cơ quan chức năng quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng trên địa bàn làm 3 người thương vong. Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 1 giờ cùng ngày, nhiều người dân bất ngờ nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ công trình xây dựng số 197. Đường Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3. Đến kiểm tra thì phát hiện dàn giáo thi công công trình đổ sập, bê tông, sắt thép văng tung tóe. Hiện trường rất ngổn ngang. Người dân phát hiện 3 người công nhân bị thương trong vụ việc nên đưa đi cấp cứu. Nhưng một người trong số này đã tử vong sau đó. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Hoàng Ngô, sinh năm 1984. Được biết công trình cao tầng trên đang xây dựng cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. Đơn vị thi công là công ty Thành Gia, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.